Thưa quý vị, từ hôm nay ngày 1 tháng 7 năm 2021, thành phố Đà Nẵng thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị theo nghị quyết số 119 của Quốc hội khóa 14 về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng. Theo mô hình chính quyền đô thị, chính quyền cấp thành phố là một cấp chính quyền địa phương gồm Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân theo quy định của luật tổ chức chính quyền địa phương các quận và phường không có tổ chức hội đồng nhân dân mà chỉ có tổ chức cơ quan hành chính là ủy ban nhân dân huyện hòa vang và các xã trực thuộc vẫn tiếp tục giữ mô hình cấp chính quyền địa phương gồm hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân để đảm bảo cho việc thí điểm diễn ra tốt đẹp thời gian qua thành phố đã thực hiện bài bản các công tác chuẩn bị về nhân sự bộ máy chính quyền hướng đến xây dựng một chính quyền tinh gọn hiệu lực hiệu quả trong quản lý đô thị những quy định mới này được kỳ vọng sẽ giải phóng các nguồn lực phát huy vai trò chủ động trách nhiệm sáng tạo của các phường trong quá trình phục vụ người dân một cách tốt nhất góp phần vào sự phát triển của thành phố